Hello, Văn Bãi xin chào cả nhà. Ngày mới Văn Bãi chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay Văn Bãi vì săn nhỏ sẽ đi giăng lưới và bắt ốc rồi chài luôn nha cả nhà, làm ba thứ luôn nha cả nhà. Mời cả nhà cùng xem Văn Bãi vì săn nhỏ và giăng lưới trước nha cả nhà. Con ốc bu vàng quá bự luôn nè cả nhà. Nhà thấy Văn Bãi giăng lưới quá vui không cả nhà, quá đã luôn, quá mát. Hết lưới rồi nha cả nhà, lát chừng nào Văn Bãi thăm Văn Bãi quay tiếp thì cả nhà cùng xem nha cả nhà. Cả nhà có ốc rồi cả nhà, quá đã, có tay ốc cũng bự luôn cả nhà ơi. Ốc mê luôn cả nhà ơi. Quá cỡ cả nhà ơi, Bãi bắt riêng nữa rồi cả nhà. Nhưng Bãi lụm có ốc bự bự không cả nhà, quá đã. Cả nhà có ốc mà cả nhà, quá kê. Cả nhà coi nè, Văn Bãi mới bắt con chút mà coi cả nhà, quá cỡ luôn. Bây giờ Văn Bãi quay cái vườn bông cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Quá bông lần này nó nở đã quá trời, hôm nay nở hoa rồi nè cả nhà, quá đã luôn hả cả nhà. Quay rộng rộng ra cho cả nhà xem hết cái vườn hoa rồi. Máy quay nãy giờ chụp chặt cho quay không được nha cả nhà. Cả nhà thông cảm, nãy giờ dính cá mà máy quay bị chụp chặt quay không được nha cả nhà. Nguyên khúc lưới luôn dính có mấy con cá rồi cả nhà. Văn Bãi bỏ vào lâu quá, Văn Bãi mới thầm dính chết tất táo nha cả nhà. Cá nữa nè cả nhà ơi. Dính cá nữa nè cả nhà. Quá đã. Cá nè cả nhà. Dính cá quá bự. Văn Bãi thăm phát được nhiêu đai cá nè cả nhà. Dính cá phi bự nè, để Văn Bãi bắt lên cho cả nhà xem nha cả nhà. Đã không cả nhà? Quá đã. Ốc bự bự không rồi cả nhà ơi. Ốc rồi cả nhà. Là Văn Bãi bắt ngầu chợ nữa cả nhà ơi. Là một không dễ luôn cả nhà ơi, quá đã. Văn Bãi mới bắt được như đây nữa cả nhà, ốc bự bự không cả nhà. Cả nhà thấy quá đã không cả nhà?
Bây giờ dân bãi cuốn lưới luôn nha cả nhà, dính cá quay cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Dân lưới cá ít quá, giờ dân bãi rồi chài nha cả nhà. Có cái nhỏ nhỏ cả nhà. Dính cả nhà. Này có cá mà điều cá mà không được bự cả nhà. Nhỏ nhỏ. Dính cá phi cả nhà. Dính cá quá tài cả nhà. Tôi sát chúng ta ra mình. Phi này cả nhà. Cá cả nhà. Phi cả nhà ơi, quá đã. Quá phê cả nhà ơi. Dân bãi lắp bắt lần hai con cả nhà. Quá đã cả nhà. Tài cả nhà ơi. Hết cá rồi cả nhà. Quá cá rồi cả nhà ơi. Con cá này cả nhà, quay sát chúng ta ra men. Cá quá tài cả nhà ơi. Cá thấy mê luôn. Quá đã cả nhà ơi.
đâu nè. Dòng bãi dùng được nhiều chiêu trò lắm nha cả nhà, để bắt cá nha cả nhà. Đã không cả nhà? Cá sặc còn cá phi quá tai cả nhà ơi. Ôi, dòng bãi lụm đá cả nhà. Đã quá cả nhà ơi, quá phê. Quá đã cả nhà ơi. Ốc bự bự dòng bãi lụm luôn cả nhà. Ốc rắn. Để mình sang nhỏ nó lựa ốc nó bắt nha cả nhà. Dòng bãi chạy tiếp còn dính cá này cả nhà. Dính lên quá tài trên này nữa. Này dòng bãi trúng cá rồi cả nhà, cá bự có, cá nhỏ có, hàng hài nha cả nhà. Quá phê cả nhà ơi. Quá đã. Cá cả nhà. Quá đã cả nhà ơi. Ốc bự bự không rồi cả nhà. Rồi dân bãi rồi về rồi đổ cá ra rồi quay rồi cho cả nhà xem nha cả nhà. Nay dân bãi chạy về đổ ra cá được nhiêu đây nè cả nhà. Nhiêu đây ốc này cả nhà. Cả nhà thấy quá đã không cả nhà? Thôi video này tới đây dân bãi xin kết thúc nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy dân bãi viền sang có hay thì cả nhà cho dân bãi xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để dân bãi viền sang có động lực quay những video khác hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Dân bãi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.